chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe máy Suzuki 2009 mới nhất trong tháng 6 năm 2009 ra tân binh khuyến mãi hấp dẫn. Một số mẫu xe máy của Suzuki sẽ được giảm ngay nửa triệu đồng khi mua, chưa kể là phân khúc xe con tài được Suzuki bổ sung thêm cái chiếc Raider phiên bản mới, tăng thêm cái sức cạnh tranh. Nếu so sánh trong cái giới đợt tam đại của các làng xe hai bánh ở đất Việt Nam, Honda, Yamaha và Suzuki, thì có thể thấy trong thời gian vừa qua, Yamaha là hãng xe có những động thái mạnh mẽ nhất trong việc cập nhật những cái phiên bản xe mới. Tuy nhiên, Suzuki cũng không là án bình tổng. Trái ngược, họ còn hiện cái chiến lược riêng của mình. Mới đây, hãng xe đến từ cái xứ là bỏ chế đạo Samurai đã ra mắt những cái phiên bản xe con tài mới Raider 2009 với cái sắc màu đậm chất thể thao và mức giá bán không đổi so với phiên bản đen nhám. Lập tức Suzuki Raider FE, cái bản đặc biệt 2009 này được đánh giá đối thủ xứng tầm và đáng gờm của cái dòng buộc con tài Yamaha Exciter, cái bản Monster Energy. Dĩ nhiên, bước sang tháng 6 năm 2009, Suzuki đã có cái sự chuẩn bị từ trước khi hàng loạt những mẫu xe máy mới từ những dòng xe con tay hành trình giá mềm như là GZ150A, xe số bình dân Viva 115i, rồi đến những cái chương trình khuyến mãi 500.000 đồng cho những ai mua phiên bản CD110HU và Inspo. Tất cả cho thấy Suzuki đang tạo ra cái sức hút và cái sự cạnh tranh rất là khá mạnh. Hiện giá bán của những mẫu xe máy thuộc gia đình Suzuki cũng đang giữ mức giá ổn định, ít bị dao động, không giống như những mẫu xe ăn khách của nhà Honda. Và để giúp những bạn xem biết có những thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật giá xe máy Suzuki 2009 mới nhất trong tháng 6 năm 2009 bên dưới. Suzuki Raider FE 2009, cái bản tiêu chuẩn, mức giá đề xuất 49.200.000 đồng, giá bán thực tế là 49 triệu đồng. Raider FE 2009, cái bản đen mờ, mức giá bán đề xuất là 50 triệu đồng, giá bán thực tế là từ 51 đến 51.500.000 đồng. Suzuki Raider FE 2009, cái bản đặc biệt, mức giá đề xuất 50 triệu đồng, giá bán thực tế 51.500.000 đồng. CD 110, mức giá đề xuất 28.500.000 đồng, giá bán thực tế là 28 triệu đồng. CD 110, cái bản đặc biệt, mức giá bán đề xuất 29.500.000 đồng, giá bán thực tế là 29 triệu đồng. CD 110, cái bản đen mờ 2009, mức giá bán đề xuất 29 triệu đồng, giá bán thực tế 28.500.000 đồng. Suzuki TSXR 150 2009, mức giá đề xuất 75 triệu đồng, giá bán thực tế là 76 triệu đồng. GXR 150, cái bản đặc biệt, mức giá bán đề xuất 89 triệu đồng, giá bán thực tế là từ 90 đến 91 triệu 500.000 đồng. GXS 110, cái bản đen và đỏ, mức giá đề xuất là 68 triệu 900.000 đồng, giá bán thực tế là từ 70 đến 70 triệu 500.000 đồng. GXS 110 CB 2009, mức giá đề xuất 89 triệu 400.000 đồng, giá bán thực tế là 70 triệu đồng. GXS 110, cái bản đặc biệt, mức giá bán đề xuất 80 triệu đồng, giá bán thực tế từ 81 đến 82 triệu đồng. GXS 110 Bandit, mức giá bán đề xuất 69 triệu đồng, giá bán thực tế 89 triệu đồng. Inspo FE, cái bản tiêu chuẩn, mức giá bán đề xuất 31 triệu 400 000 đồng, giá bán thực tế là 30 triệu 900 000 đồng. Inspo FE Extra, mức giá bán đề xuất 31 triệu 500 000 đồng, giá bán thực tế 31 triệu đồng. Inspo FE, cái bản đen mờ, mức giá bán đề xuất 32 triệu đồng, giá bán thực tế 31 triệu 500 000 đồng. Ores FE, cái bản tiêu chuẩn, mức giá bán đề xuất 28 triệu 300 000 đồng,
giá bán thực tế 28 triệu đồng. Forex FI cái bản đen mờ, mức giá bán đề xuất 28 triệu 800 ngàn đồng, giá bán thực tế 29 triệu đồng. CXS 1000 cái bản tiêu chỉnh 209, mức giá bán đề xuất 399 triệu đồng, giá bán thực tế 399 triệu đồng. CXS 1000 cái bản đen nhám, mức giá bán đề xuất là 402 triệu đồng, giá bán thực tế 402 triệu đồng. VChung 1000 mức giá đề xuất 419 triệu đồng, giá bán thực tế 418 triệu đồng. CZ 110 mức giá đề xuất 104 triệu đồng, giá bán thực tế 104 triệu đồng. Viva 115 FT cái bằng nan 209, mức giá bán đề xuất 22 triệu 700 ngàn đồng, giá bán thực tế 22 triệu 500 ngàn đồng. Viva 115 FI cái bằng đúc, mức giá bán đề xuất 23 triệu 700 ngàn đồng, giá bán thực tế 23 triệu 900 ngàn đồng. Lưu ý, giá xe thực tế còn tùy thuộc vào từng lý và từng khu bán xe. Cảm ơn các bạn theo dõi đến này và trực tiếp nhớ like và subscribe.